Hello anh em, thấy cái gì đây không? Máy ảnh medium format yêu thích nhất tinh tế bình chọn năm 2021 đó là chiếc Fujifilm GX 100S và mình đang đứng ở trong một cái không gian rất là tuyệt vời của Fujifilm. Mình biết là anh em mong chờ cái sản phẩm này, nhưng mà nếu anh em mong chờ cái sản phẩm này thì có thể tua tới một cái khoảng thời gian. Còn bây giờ thì mình sẽ dẫn anh em đi một vòng Fujifilm X-Space trước. Ở bên này là một cái không gian mình thấy rất là nhiều tranh rất là đẹp. Ở đây có những cái bức hình mà mình đã rất muốn có một cái không gian giống như thế này ở trong tinh tế, nhưng mà tới bây giờ thì vẫn chưa thực hiện được. Tranh ảnh treo rất là đẹp, một không gian nhìn vô là đã thấy tuyệt vời rồi. Chúng ta sẽ qua bên phòng bên kia để xem những cái chiếc máy mà Fujifilm họ đang trưng bày ở đây. Ở đây thì toàn bộ những chiếc máy Fujifilm, chúng ta có những cái dòng crop của Fujifilm từ XS10, XS20, XT5, XT4, XH2, XH2S và những cái dòng lens rất là cao cấp của Fuji ở đây. Bên này là dòng GX. Trong cái sự kiện ra mắt GX mình cũng đã chia sẻ với anh em rất là nhiều rồi, từ GX 100 tới GX 100S cho tới GX 100X2. Bên này là những dòng compact của Fuji. Không chỉ có compact mà còn có cả X Pro 3 nữa, và những cái lens nó nhỏ nhỏ hơn của họ. Ở đây là X100V. X100V và chúng ta sẽ có X100VI. Thực ra là Fujifilm họ gọi cái tên này trong buổi ra mắt thì họ gọi thẳng luôn là Fujifilm X100 Mark 6. Mình nghĩ là X100 Mark 6 là một cái tên gọi rất là hợp lý, bởi vì nó sẽ mở đường cho sau này. Nếu mà cái dòng này họ vẫn tiếp tục sản xuất thì họ sẽ gọi là X100 Mark 7, X100 Mark 8. Nó sẽ hợp lý hơn là với cái tên gọi trước đây là X100F hay X100V. Bây giờ thì cuối cùng thì chúng ta sẽ vẫn còn một cái khu nữa. Khu này là khu dành cho những chiếc máy Instax. Ở đây chúng ta có máy in lấy liền, là kể cả máy chụp ảnh lấy liền luôn. Những anh em nào mà chơi phim mà dạng Instax kiểu này cũng rất là ưa chuộng những cái cuộn phim này của Fuji. Thường là mình thấy anh em mua không chỉ mua những cái chiếc máy như thế này mà mua phim của Fuji rất là nhiều, tại vì cơ bản là nó rẻ và chất lượng hình của nó là đẹp. Kể cả những chiếc máy của những cái hãng khác họ cũng chơi phim của Fuji luôn ha. Có cả phim màu, phim đen trắng. Fujifilm X100V, X106. Nói thế để thấy ngoại hình của hai con này nó thiệt sự nó rất là giống nhau, có cái gì khác biệt quá nhiều cả. Và cái sự khác biệt, mọi thứ nó đều nằm ở bên trong. Cái sự khác biệt mà anh em có thể nhìn thấy bằng mắt chỉ là cái tên nằm ở đây thôi. Bên trong á, cái cảm biến của nó bây giờ thay vì 26.2 megapixel giống như là con X100 Mark 5 thì bây giờ nó đã được nâng lên thành 40 megapixel. Và đây là mình nghĩ là một trong những cái nâng cấp nó quan trọng nhất, nó đặc biệt nhất, nó tốt nhất dành cho những anh em chuyên chụp. Vì á, có những cái nâng cấp khác, ví dụ như là quay phim thay vì 4K 60p giống như đời trước thì bây giờ nó được nâng lên thành 6.2K 30p, giống như XS20, cái chiếc máy đang quay cho anh em nè, và XT5 hay là XH2. Nhưng mà cái vấn đề thực sự ở đây là mấy anh em, mấy người mua những cái chiếc máy như thế này để quay phim, mình nghĩ là không có ai ngoại trừ sếp Huy của tinh tế. Sếp Huy thì khoái cầm con này đi quay phim lắm, nhưng mà mình nghĩ là không có ai mà cầm một cái sản phẩm giống như thế này để đi quay phim. Và để làm được cái câu chuyện 6.2 30p đó thì cái Fujifilm X100 Mark 6 này nó đã được nâng cái bộ vi xử lý bên trong X-Processor thế hệ thứ 5 cũng như là X-Train thế hệ thứ 5. Tức là bây giờ những gì mà tốt nhất của Fujifilm hiện đang có họ đều trang bị vào trong cái con X100 Mark 6 này. Và có một cái câu chuyện rất là buồn cười là nhiều anh em nghĩ khi mà Fujifilm ra mắt chiếc X100 Mark 6 thì cái X100 Mark 5 nó sẽ giảm giá, đúng không? Không có chuyện X100 Mark 5 giảm giá đâu. X100 Mark 5 vẫn giữ nguyên giá, và cái điều đặc biệt hơn là cái con này nó đang tăng giá phi mã. Thị trường nước ngoài họ công bố là giá của con này là 1.600, nhưng mà bây giờ là nếu mà anh em muốn mua được ở thị trường nước ngoài á, là cái mức giá nó đã đội lên tới 2.000. Còn ở thị trường Việt Nam á, là hầu như chúng ta rất khó để mua được. Những người nào đặt trước và đặt trước theo dạng đặc biệt thì bây giờ là Fujifilm mới giao hàng. Tức là hôm nay là ngày 28 tháng 2 rồi, cũng là ngày sinh nhật mình luôn. Cái chiếc máy này bán ra đúng vào ngày sinh nhật mình rất là thích nó nhưng không thể nào mua được. Cái thứ nhất là mình không có tiền, và cái thứ hai là nếu mà có tiền cũng chưa chắc đã mua được, vì nó đang rất là khan hàng và khan hàng trên toàn cầu luôn. Có một câu chuyện vui nữa như thế này là những anh em mà seller, những anh em mà mua đi bán lại thì họ đặt trên trang web là BH Photo một lúc 5 con, nhưng sau đó là BH Photo đã cắt cái đơn hàng đó và đã nghĩ là người đó là seller. Và đúng thật, anh đó là seller thiệt, anh mua về để anh đầu cơ, nhưng cuối cùng là vì con này nó quá khan hàng và không thể nào bán cho ảnh một đơn hàng một lúc 5 con như vậy.
dường như là bây giờ tối đa mỗi người chỉ được mua một hay hai con gì đó thôi. Ở ngay cả những trang lớn còn có xảy ra những tình trạng như vậy, thì những cái thị trường nó nhỏ như Việt Nam, chúng ta không thể nào tránh khỏi là được cái câu chuyện khan hàng. Và khi mà đã khan hàng như vậy thì cái mức giá của cái chiếc 100 Mark 6 như thế này nó đội lên cao cũng là cái điều dễ hiểu. Và cuối cùng thì mình cũng đã tìm ra được cái chỗ nó khác biệt, đó là chính là cái phần cổng mà 1/4 inch ở phía dưới này. Anh em thấy là cái vị trí đặt nó đã khác nhau, cũng như ở đây chúng ta có một cái lỗ mic nó cũng khác nhau luôn. Đó dường như là cái điều duy nhất, còn lại là hầu như nó không có khác biệt gì. Ở bên này là một cái là X100V, còn bên này là X100 Mark 6. Đó, anh em thấy không? Bên này nó cũng không có khác biệt gì nha. Chúng ta vẫn sẽ có những nút gạt, ví dụ như là manual nè, continuous và single, những nút gạt chụp rất là quen thuộc của anh em xài Fujifilm rồi. Ở phía trước này cũng là vậy, một cái ống kiến 23mm, nếu mà chúng ta quy đổi ra tiêu cự full frame thì nó sẽ thành 35mm. Và xoay những cái vòng này để anh em có thể thay đổi được cái phần tiêu cự của nó 50 hay là 75 gì đó thì tùy anh em thay đổi. Bên trên này vẫn là cái vòng dial rất là quen thuộc thôi. Bên trong sẽ là ISO, còn bên ngoài thì sẽ là tốc độ. Ở đây chúng ta sẽ có Fujinon Lens System cũng như nút gạt on off, nút tăng chỉnh EV. Phía sau này vẫn là những cái hàng nút rất là quen thuộc, nút Q để tùy chỉnh nhanh nè. Phía bên phải này sẽ là một cái cổng USB-C cũng như là cổng mini HDMI. Còn phía bên trái này thì không có gì hết. Chúng ta vẫn sẽ có một cái màn hình lật 3 inch cảm ứng được. Cái OVF nó vẫn như vậy thôi, nó cũng không có khác biệt gì nhiều cả. Đó, về cơ bản là một cái chiếc máy bình mới rượu cũ. Nhưng mà sẽ thật là sai lầm khi chúng ta gọi là bình mới rượu cũ. Bởi vì cái chiếc X100V hay là X106 này nó vẫn quá đẹp. Đối với mình thì những cái thiết kế này nó timeless, nó vô giá luôn. Tức là nó phi thời gian luôn. Anh em có xài ở thời điểm cách đây 10 năm trước hay là mình nghĩ là 10 hay 20 năm nữa thì nó vẫn đẹp như vậy. Bây giờ thì tiếp tục đi dạo một vòng để chụp một vài tấm hình coi sao. Anh em thấy không, mình đang ở Fujifilm và cái bạn này bạn đang unbox một cái chiếc X100 Mark 6 đời mới luôn. Anh nhân viên của Fujifilm đang hỗ trợ để bạn sử dụng cái chiếc máy mới này. Đó, hôm nay thì bắt đầu là Fujifilm sẽ giao hàng cho những vị khách đầu tiên đặt cái chiếc máy này. Và đây là một trong những người rất là may mắn, bởi vì không phải là ai cũng có thể mua được chiếc máy này ở thời điểm hiện tại đâu. Trong khuôn khổ một bài trải nghiệm rất là nhanh thì mình đã show cho anh em khá là nhiều hình ảnh cũng như là giới thiệu anh em, mình nghĩ là đầy đủ đó, khá là chi tiết về con X100 Mark 6 này. Bên cạnh đó thì mình cũng đã show cho anh em những cái hình ảnh mà mình chụp từ X100 Mark 6 này với bộ lọc màu mới của Fujifilm, đó là Realer Ace. Thì về cá nhân mình thì mình vẫn không chuộng cái bộ lọc màu mới của Fujifilm trong khoảng độ 2 năm trở lại đây, vẫn trung thành với Negative Classic Chrome thôi. Cho nên là nếu anh em thích thì anh em có thể sử dụng cái bộ lọc màu mới đó như thế nào, vì cơ bản nó cũng là mang từ những cái chiếc GPX xuống. Nếu anh em có câu hỏi gì về Fujifilm X100 Mark 6 cũng như là XS20, cái máy mà đang quay cho anh em cái video này với cái bản cập nhật mới là 1.20, thì anh em có thể comment ở phía bên dưới. Đừng quên comment cho mình là chất lượng của video này như thế nào, anh em muốn mình test gì với lại X100 Mark 6, hay là muốn làm thêm về nội dung gì của Fujifilm. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau.